Sau khi mẹ sinh tôi ra thì qua đời. Người trong trại nói tôi xui xẻo, muốn cha tôi dìm tôi xuống sông. Cha tôi không chịu. Cả đời cha tôi không đi bước nữa. Ông ấy rất thương tôi. Từ nhỏ đã dạy tôi luyện võ, dạy tôi nói tiếng Hán, còn đặt tên tiếng Hán cho tôi nữa. Ông ấy muốn tôi luôn nhớ về mẹ. Ngay cả Y Lan Tác Á cũng là do cha tôi đặt. Ở bộ lạc Nạc Tô, nó có nghĩa là phúc tinh trên trời. Cha tôi nói với tôi, bất kể người khác nói gì về tôi, tôi hãy cứ mặc kệ. Tôi chính là phúc tinh trong đời của ông. Nhưng ông lừa tôi, cũng lừa chính mình. Vào năm tôi 14 tuổi, cha tôi cùng nam nhân trong tộc đi bắt thổ phỉ, thì không bao giờ trở về nữa. Ngay cả nam nhân đến ước từ còn bé với tôi cũng bị thổ phỉ giết. Anh nói xem, có phải tôi là sao chổi không? Sau này thổ ti mới đuổi tôi ra khỏi trại. Từ đó về sau, trên thế gian này không còn Ý Lan Tác Á nữa, chỉ có Thẩm Ngư. Thẩm Ngư này chỉ có một chiếc thuyền, bốn bể là nhà. Nhưng cũng may, tôi còn có A Mộc, A Thác và Lạc Mã bầu bạn. Ba người họ là người thân duy nhất của tôi. Nhưng hiện tại họ đều chết cả rồi. Anh nói xem liệu tôi có phải sao chổi không? Anh nói xem liệu tôi có phải là một sao chổi không? Thậm chí ngay cả anh là ai tôi còn không biết. Nhưng bắt đầu từ đêm nay, có lẽ anh sẽ trở thành người thân duy nhất của tôi trên thế gian này. Đôi cánh của tinh linh phút qua bầu trời bóng đêm và ánh sáng, xoay dần bay cao. Cha, em ở gần nhất, câu đố gần nhất, có một cái tên kết nối khoảng cách tương lai và quá khứ, sương khói mờ ảo